Anh thấy người Mông một số người là người ta cắt theo kiểu phong tục, hoặc là úp cái bát vào trên đỉnh đúng không? Úp bát vào đây, xong là cắt theo cái bát đấy. Hay là chơi cho em kiểu đấy nhỉ? Cắt anh thấy giống cái bát cái đẹp mà, anh sẽ cạo ở dưới nó trắng. Cạo trắng chân xong là chùm cái bát. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cổ Núi. Như là yêu cầu của nhiều quý khán giả là hộ em xin cắt tóc, thì hôm nay Tuyên lên và mang bộ đồ nghề của Tuyên lên để hỗ trợ em xính. Có cháy không đấy? Hả? Có cháy không đấy? Không. Chào các bác đi. Hai bố con chào các cô, các bác, các chú. Một ngày mới, Tuyên xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác anh chị và quý khán giả. Thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đấy, bộ này anh mua lâu rồi, nhưng mà đợt vừa rồi anh cũng hộ mấy con cắt ở trong làng cho nó hơi bẩn một tí, dính nhiều tóc á, không vệ sinh. Không biết là còn dùng được không thôi. Không dùng được thì sử dụng cái này thôi. Xấu đẹp gì thì cũng chấp nhận nhá. Anh cắt thì không được ngon lành cành đào lắm đâu. Đại khái là cũng tạm chấp nhận được thế thôi. Sợ lấy, sợ có cháy anh lấy thôi. Xem nào, xem có cháy không? Được, tóc này mượt mà đấy. Bây giờ thì anh em sẽ đi chuẩn bị, em chuẩn bị cho anh một cái ổ điện ra ngoài để anh cắm sạc. Đi, em đi kéo cái dây điện về đây. Cắt ở ngoài thôi, trong nhà tối quá. Đây các bác, Tuyên sẽ chuẩn bị đồ nghề, sẵn sàng để cắt tóc cho em xính đi. Nhiều quý khán giả thì cũng nói với Tuyên là cố gắng cắt tóc cho em xính, vì tóc dài thì rậm rạp quá. Chuẩn bị ghế các thứ đi, xem nào có cái gì để chùm vào người không. Có cái ni lông ấy, em có cái ni lông chùm vào người cho đỡ bẩn, tí tóc dính vào người lại ngứa. Cái này thì Tuyên ở nhà thì cũng thi thoảng là cắt tóc cho trẻ con ở trong làng các bác. Thành ra là cái máy lúc nào cũng dính tóc như này thôi. Lấy thêm một ghế nữa xính ơi. Và lâu lắm không sử dụng rồi, thời gian này cũng khá là bận nên là không có thời gian ở nhà. Để đấy, xem ngồi ở đấy xong anh cắt. Không có thời gian ở nhà thì ra là không có thời gian để vệ sinh máy. Cắm điện chưa? Chưa. Cắm đi. Xem nó còn lên không. Cắm chưa? Cắm rồi. Ờ được rồi. Đây, vẫn lên các bạn. Ờ đấy, vẫn lên. Này, nhiều tóc quá, vệ sinh đấy. Ngồi đây luôn à? Ngồi đây con. Ừ. Anh vệ sinh cái này nữa nhá. Chờ anh một tí. Này nhiều tóc quá các bạn. Làm sạch sẽ một tí. Mấy anh kia có cắt luôn không? Chép lao, nó đi. Về đây, chú cắt cho hết. Hôm nay giải quyết luôn. Nhờ. Chiều thôi. Các bạn nhỏ ở đây thì một số bà con ở đây ấy, người sợ là sợ kiểu họ cắt theo cái phong tục của họ ấy nhỉ. Mình cắt xong đến lúc bố nó về nó lại tỉn cho. Mà lúc này thì nóng rồi thì cắt thấy cũng không sợ. Nhưng mà sợ người ta không thích ấy. Mình cắt xong làm ơn mắc oán ngại lắm. Vì anh thấy người Mông một số người là người ta cắt theo kiểu phong tục, hoặc là úp cái bát vào trên đỉnh đúng không? Úp bát vào đây, xong là cắt theo cái bát đấy. Hay là chơi cho em kiểu đấy nhỉ? Không. Bây giờ em thích cắt kiểu gì? Cắt anh thấy giống cái bát cái đẹp mà, anh sẽ cạo ở dưới nó trắng. Cạo trắng chân xong là chùm cái bát cái âu ấy. Mà cắt giống như em không được mà.
Bây giờ em đi lấy cho anh cái lược, cái lược chải tóc đấy. Đi mượn à? Đó. Xính quên là xính ở một mình nên là không không dùng đến lược. Dạ. Bẩn thì dùng kiểu bẩn thôi, biết thế nào đây được. Xem nào. Nếu mà úp bát thì là úp vật trên này. Đúng. Anh thử xem nhá. Thử làm cho xính kiểu úp bát xem nào. Úp như này đúng không? Đúng. Úp như này đúng không? Đúng. Úp như này xong cầm kéo. Cắt vào đây các bạn. Này. Đấy. Bây giờ là sẽ như này, kiểu như là sẽ cắt theo cái này. Cắt hết theo con này xong là trắng chân ở dưới. Cực kỳ đẹp trai luôn. Mai xính có người yêu luôn. Thôi, chiều thôi. Bây giờ cắt cắt tỉa. Tóc cũng thẳng này. Dài quá. Bao lâu không cắt được? Chắc là lúc anh thái em kia rồi. Ừ. Em thẳng đứng ngồi thẳng người lên xem nào. Đấy, như thế anh mới cắt dễ được. Dài quá. Cái máy này nó lâu quá. Không hơi cuồn với tóc em dày quá. Tóc dày quá, máy sắp không chạy được. Bình thường ở đây cắt tóc thì đi cắt ở đâu? Cắt tóc thì sao chợ? Chợ á? Chợ thì phải có tiền chứ. Đúng rồi, đi cắt ở chợ thì phải có tiền. Cúi cúi xin người xuống, cúi xuống một tí. Đấy. Máy nó không được sắc mấy rồi. Lâu quá. Tóc bạn này dày quá các bạn. Em hơi nghiêng nghiêng sang bên này một tí nhé. Để trước này tí mình tỉa thôi nhỉ. Sau thì cắt đi, cắt cho ngắn hết đi. Vâng.
Keo này không sắc mấy rồi. Tóc dày nhỉ. Đúng. Ngừng cái đầu lên tí thôi nè, đứng thẳng người lên này, thẳng người lên này. Đấy, dài thế, đằng trước dài thế, tỉa thế thôi nhỉ. Bây giờ là cho cái mái này hơi vắt vắt ngắn tí nhá, dài quá. Ngừng cái đầu lên tí thôi anh, không nhìn thấy cái mặt của em như là không kéo được, cất được kiểu gì. Như này đủ cao chưa?
Thì mông bây giờ không thích cạo bằng cái bát nữa. Cúi hẳn đi, cúi hẳn xuống nữa đi, cúi đầu xuống nữa đi. Đấy. Thẳng lên xem nào. Đấy, gọn gàng ngay. Cắt một phát chai ngay có gì đâu nhỉ? Nhưng mà cái lược bẩn quá. Lược này lược của nhà ai đấy? Nhà chú à? Chú bên này à? Đấy, đứng thẳng kiểu này nhé, để anh chỉnh sửa đằng sau một tí nhá. Vẫn đẹp trai nhá. Đằng trước thì không cắt quá ngắn đâu. Đằng trước phải để hơi dài một tí. Đẹp nhưng mà cũng không quá dài, nó không che mắt là được đúng không? Đó. Còn che nữa không? Đó. Được chưa? Tên không phải thợ đâu các bác nhá. Tên không phải thợ nên tuy rằng thì cắt nó chỉ gọi là tạm chấp nhận thôi. Còn về độ đẹp thì nó cũng không đẹp như ở quán. Tuy nhiên là quán họ là thợ thì họ cắt nó sẽ đẹp hơn. Kéo đâu nhỉ? Đây. Đấy, kéo. Cái không gian ở đây hẹp quá các bác, để di chuyển được rất là khó. Thành ra là thôi, cắt bằng nào thì chấp nhận như vậy. Rồi, ok rồi đấy. Vẫn ngắn một tí nữa. Vẫn hơi dài cái máy.
Rồi, ok. Bây giờ từ từ nhé, để anh phủ hộ nhé. Ui, nhiều tóc lắm. Này chắc phải cởi quần áo, bộ quần áo này ra xính. Từ từ nhé. Trong này nhiều tóc lắm. Xong rồi đi gội đầu nữa. Rồi, đứng dậy đi. Đại ca. Ôi, đại ca súng đã dậy. Ô, cái áo này bây giờ phải giặt nhá. Vâng. Không giặt là dính tóc vào đây này. Áo nặng thế. Cởi hẳn cái áo ngoài ra đi. À, áo trong nữa ra đi. Này, cầm cái này cho anh. Nhưng mà thôi, em cởi hẳn. Được cho em xính rồi các bạn. Em mới đang đi thay áo ở trong nhà rồi. Cái này tóc này phải quét gọn gàng. Vẫn đi. Cởi đổ đấy các bạn. Cái không gian ngồi ở đây nó khá là hẹp, thành ra là cắt nó không được thoải mái. Bạn súng dậy rồi. Để tiết kiệm kinh phí, không đi về huyện được cắt, thành ra là Tuyên sẽ phải lên đây hỗ trợ em xính. Một số các quý khán giả thì cũng bảo Tuyên là lên hộ em xính để cắt. Thời gian thì mỗi lần lên thì lại ghi hình, xong thì về luôn, cũng không để ý đến cái mái tóc của em xính. Các bác cứ góp ý thoải mái cho hai anh em. Còn cái nào cần để giải quyết thì Tuyên sẽ cố gắng làm hết mình để giúp đỡ cho em xính một cách tốt nhất. Vẫn nhận ra bố à? Cắt luôn không? Dậy rồi. Cắt tóc. Ngồi đây. Cắt tóc luôn. Thôi nhỉ. Để tóc nguôi. Kéo đâu nhỉ? Ngủ gì dậy mà người ướt hết đấy. Nóng quá à? Ốm cha. Cái này thì cho vào trong nhà thôi. Cái này phải quét gọn gàng vào nhé. Dây điện rút chưa? Chưa. Thế đi vào rút đi. Không gian hẹp quá. Dây điện không rút ra thì trẻ con nghịch nguy hiểm đấy. Dây điện của ai đấy? Bán nhà bên này. Cái gì cũng chạy xong rồi đến mượn. Đây, em lấy đi giả cho họ đi. Cái chổi nào không? Súng đại ca, nào về đây. Đi, mua nó tàng, mua nó tàng, mua nó tàng. Chạy chạy chạy. Không cua, không cua, không cua. Nè, thả đi nè. Thấy chưa? Chị cua, chị cua, chị cua. Đi luôn. Đây, bạn này thì vừa mới dậy. Bánh kẹo này thì hôm nọ Tuyên, rồi Tuyên mang lên cho em xính. Là của cô Phương, cô ở chung cư Mi Bách.
cái tóc thì quét gọn vào đi, để vào chỗ nào gần đây mai đốt đi xin ạ. Nếu gọn mà vứt linh tinh thì bạn này thì chưa cắt được nhỉ. Tóc vẫn còn ngắn, tóc thừa quá. Nò kìa, say say. Vừa ngủ dậy người ướt hết các bạn đây. Người ướt hết rồi. Bạn này nhẹ đấy. Được 8 cân không? Chưa cân. Chắc 7-8 cân chứ mấy. Suy dinh dưỡng rồi. Đây, đi bố đi. Tí lại không nhè. Đang ốm hay sao ấy? Thời tiết thay đổi. Các bạn hay sốt. Đấy. Cắt xong phát đẹp trai ngay. Ngon trai ngay. Đây các bạn. Sau thời gian hiệu hụt thì đã cắt tóc được cho em xính rồi. Tạm thời như thế thôi. Nói chung là mình cắt ở nhà được như thế là ok rồi. Sau một thời gian anh đã cắt được cho em nhá. Quá đẹp trai rồi. Cảm ơn hai bố em, cảm ơn anh. Bây giờ cắt xong có thấy dễ chịu hơn không? Để tóc dài thì nó khó chịu đấy. Anh cũng đi cắt suốt đấy. Anh ở dưới kia gần quán thì cứ đi quán cắt thôi. Em ở đây để mà đi quán thì rất là xa. Qua nhà của nó đấy anh. Giờ so với ban đầu thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều các bạn. Đẹp trai hơn nhiều. Thôi vào nhà đi. Không phải khoe về tay nghề của Tuyên đâu, nhưng mà những cái thứ như thế này thì ngày xưa Tuyên ở trong làng thì mấy anh em cũng hay nghịch ngợm với nhau là hộ nhau cắt, tôi hộ bạn, bạn hộ lại tôi. Đấy. Như vậy thì lâu thành quen. Anh rửa tay đi. Vâng. Nhiều tóc quá, nhiều tóc vụn quá. Chị cua. Nè. Cũng rất là nhiều quý khán giả nhắn tin cho Tuyên, nhưng mà do là Tuyên đi bản không có sóng các bạn. Sóng rất là kém. Đi nhiều lúc là không nghe được và cũng không liên lạc được. Thì nhiều cô bác anh chị gọi điện cho Tuyên không nghe máy được. Mong những cái điều mà anh em Tuyên với Xính làm có những cái gì chưa tốt thì mong quý cô bác anh chị và quý khán giả xem góp ý cho hai anh em để hai anh em hoàn thiện bản thân hơn cũng như là làm tốt. Mong muốn của Tuyên thì cho em Xính được một cuộc sống tốt hơn cũng như là dễ chịu hơn thôi. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.